Theo sau khi mà mình đã vẽ sơ qua được phần đậm nhạt trên khuôn mặt rồi, mình sẽ vẽ đến đó chính là mình sẽ vẽ đến là mắt và miệng. Mình đánh dấu qua cái nhân chung này. Để trong lúc chụp hình mình quên mất đấy, quên mất phần nhân chung này. Phần mắt thì mình dùng màu đen thôi, nhưng mà màu đen thì không nên cho màu đen hoàn toàn, mình sẽ thêm một chút màu đỏ nữa cho đỡ bị thủng, cảm giác mình đỡ bị thủng, nó ra được một màu đỏ tím ấy, thì nó sẽ sâu hơn. Mình viền theo một phần mắt này. Ra là cái lòng màu trắng ấy, không nên để hoàn toàn là màu trắng, vẫn phải dìm đi một độ cho nó tạo độ cầu. Màu nước này muốn cho nhạt hơn thì mình chỉ cần chấm thêm nước vào thôi. Mình chuyển động luôn ở trên tờ giấy của mình. Mình cần thêm một chút đen nữa. Phần mắt này cũng vậy, cũng cần phải có ba sắc độ. Mình vẫn dùng màu trung gian trước nhé, mình chưa đánh màu đậm hẳn trước. Đánh màu đậm hẳn trước thì lát nữa sẽ xảy ra trường hợp nó là cháy hình rồi. Mình lấy độ sáng luôn, mình lấy độ ánh sáng mắt luôn. Phần này sẽ là phần đen nhất này, nó là lỗ đồng tử, mình cho hẳn màu đen đen nhất luôn cho nó là phần viền mắt, viền lồng đen này, thêm độ nữa. Cái phần để sáng này ấy, không phải mình để màu trắng đó, nhưng mà để pha thêm một chút mắt xanh xanh một chút thôi, chấm lên nhé. Nhìn mắt nó sẽ kiểu nhìn sáng hơn và nhìn nó tây hơn chút. Nên thêm độ nữa cho đen. Mình không nên vội nhé, cho đậm quá là lát nữa nó sẽ bị cháy, mà bị cháy thì mình không thể cứu được nữa.
cứ linh hoạt giữa nước và màu, nước và màu. Mình vẽ phần nào thì mình không thể để nó khô luôn được, nên mình cứ phải vẽ, không được phép để cho nó khô. Mắt người này là mí dấu nhé. Mọi người thấy hay thì có thể cho mình một like và cho mình xin một lượt chia sẻ và được đăng ký kênh nhé. Link Facebook mình sẽ để ở dưới phần bình luận. Đó, mình có thể là hoàn thiện sơ qua được một bên mắt rồi. Lát nữa mình sẽ chỉnh lại cho đẹp hơn thôi. Tiếp tục sang con mắt thứ hai. Vẫn phải cho thêm chút màu đỏ vào. Bởi vì một phần là để cho đỡ trống, đỡ bị thủng. Phần thứ hai là đó chính là mình tông chủ đạo của mình là màu đỏ. Nó quy luật và quy tắc của sự liên hệ màu sắc. Mắt của anh chàng này khá là đẹp. Phần này là phần đậm này, cái mũ che đi rồi, đỏ tím mà. Thật ra là cái mà phần cái màu đồ bóng này bạn có thể tùy vào cái tông màu chủ đạo của bạn là gì thì bạn pha ra cái màu đồ bóng này. Tông đỏ thì tôi sẽ dùng màu đỏ và màu xanh để ra được ánh tím. Tôi sẽ dùng cái màu ánh tím này để đồ bóng. Đây là phần nhô lên nhá. Phần nhô lên mình sẽ dùng tông này thôi. Đến tông này thôi là dừng rồi. Bởi vì phần nhô lên này nó sẽ cần sáng. Nhưng mà đây nó lại là mặt tối. Nhưng mà mình sẽ làm đậm hơn một chút so với bên này. Đầu xuống đến phần bóng cái mũi này. Bóng của mũi này thì các bạn không cần phải quá cầu kỳ đâu. Chỉ cần bóng rồi thả tay thôi. Phần này thấp này. Phần thấp thì phải đậm này. Ra mình không nhìn được hình ấy, mình có thể là sờ lên chính khuôn mặt của mình thôi. Phần nào lõm, phần nào nồi mình có thể cảm nhận được bằng tay mà.